Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, các bác sĩ vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân LQS, 66 tuổi, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ, bị áp xe gan do biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường. Bệnh nhân chuyển tới từ tuyến dưới trong tình trạng sốt cao 39 độ C, da niêm mạc kém hồng, đường huyết tăng. Ông được chẩn đoán mắc đái tháo đường hơn 8 năm và đang được điều trị thuốc. Khoảng 6 tuần trở lại đây, bệnh nhân xuất hiện sốt rét run từng cơn, khoảng từ 2 đến 3 cơn một ngày, nhiệt độ cao nhất 40 độ C, phải dùng thuốc hạ sốt. Ngoài ra, bệnh nhân còn mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, gầy sút nhanh với 4 kg trong vòng 6 tuần. Tại khoa điều trị tích cực, bác sĩ chẩn đoán áp xe gan, đái tháo đường độ 2. Sau khi hội chẩn nhanh liên khoa, bệnh nhân đã xử trí kháng sinh, kiểm soát đường huyết bằng việc tiêm insulin. Sau 4 ngày điều trị lâm sàng, thể trạng bệnh nhân đã ổn định, số cơn sốt và tần suất sốt đã giảm dần. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đăng Quân, phó trưởng khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nội tiết Trung ương, áp xe gan là sự hình thành ổ mủ nhiễm khuẩn trong tổ chức gan, có thể to hoặc nhỏ, đơn độc hay nhiều ổ mủ khác nhau do tác nhân vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn gây ra tình trạng áp xe gan hầu hết đều là thứ phát và có thể bắt nguồn từ những ổ nhiễm khuẩn trong ổ bụng, thông qua đường mật, tĩnh mạch cửa, động mạch gan, chấn thương, xâm lấn từ nhiễm khuẩn do thủng tạng rỗng, đôi khi gặp sau khi chụp đường mật ngược dòng, sinh thiết gan. Tình trạng này thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh đái tháo đường, người lớn tuổi, người mắc bệnh xơ gan. Cũng theo thông tin, tại khoa khám bệnh theo yêu cầu, bác sĩ nội trú Nguyễn Thủy Dung, phòng viêm gan Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho hay, cũng thường xuyên tiếp nhận những ca áp xe gan trên nền bệnh lý tiểu đường với các triệu chứng nặng, thậm chí có bệnh nhân phải vào cấp cứu trong tình trạng rét run, sốt cao, vàng da, đau tức vùng gan. Khi siêu âm phát hiện các ổ dịch trong khối mủ gan, chọc khối mủ ra xét nghiệm với rất nhiều vi khuẩn. Theo bác sĩ Nguyễn Thủy Dung, nguyên nhân chủ yếu là vi khuẩn E. coli và vi khuẩn Whitmore. Ở những bệnh nhân tiểu đường, hàm lượng đường trong cơ thể cao thường nhiều hơn so với người bình thường. Đây là cơ hội và môi trường lý tưởng để cho vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển nhanh. Ở áp xe gan, vi khuẩn có thể đi từ đường tiêu hóa, sau đó vào máu và khu trú ở gan tạo thành ổ mủ. Ngoài áp xe gan, bệnh nhân tiểu đường còn có thể gặp các biến chứng áp xe ở các bộ phận khác như áp xe phổi, tiết niệu, nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ca áp xe gan và tiểu đường thì rất là nhiều, làm bệnh nhân chủ yếu nằm ở phòng viêm gan hoặc là phòng nhiễm khuẩn của Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Viện thì chủ yếu là sốt cao, rát run, đau tức vùng gan, siêu âm thì lên có khối, có thiên nhân tiền sử tiểu đường. Bởi vì cái môi trường, tất cả bệnh nhân tiểu đường thì nó là cái môi trường canh thang, thì nó vi khuẩn, môi trường đường máu cao, môi trường đối vi khuẩn rất là dễ. Tất cả các bệnh nhân tiểu đường thì rất dễ bị nhiễm khuẩn. Thì bất kể cơ quan nào cũng có thể bị ổ nhiễm khuẩn tiết niệu, xe gan, nhiễm trùng đường tiêu hóa, cơ quan nào cũng thể gặp. Tức là khi mà trên nền bệnh nhân tiểu đường thì cái hệ miễn dịch nó rất là kém. Thứ hai là cái môi trường đường máu cao là cái môi trường rất dễ vi khuẩn nó mọc. Thì đối với cái bệnh nhân áp xe gan thì thường là cái hệ vi khuẩn nó đi lên từ đường, đi từ tiêu hóa, nó đi vào trong máu. Sau đấy thì nó khu trú ở gan, nó tạo thành một cái ổ mủ ở trong đấy, tạo thành cái bệnh cảnh áp xe gan. Điều quan trọng nhất là đau tức cái vùng hạ sườn phải, ấn rất là đau. Nhiều bệnh nhân thì không có triệu chứng gì cả ngoài sốt ra, nhưng mà đi siêu âm lên thì mới thấy khối trong khối mủ trong gan, đọc cái khối mủ gây ra dẫn lưu mủ ra cấy vi khuẩn. Thường sẽ ra vi khuẩn. Vi khuẩn thì thường gặp nhất là vi khuẩn E. coli, ngoài ra thì Whitmore, bây giờ Whitmore gặp khá nhiều. Theo các chuyên gia y tế, bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe. Vì thế, người bệnh cần theo dõi các chỉ số, đặc biệt khi bị đau bụng, cần khám bác sĩ ngay, bởi biến chứng nguy hiểm nhất của áp xe gan chính là vỡ ổ mủ gây ra tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, gây ra tình trạng tràn dịch mang phổi, viêm phổi. Nếu không được xử lý kịp thời, có thể gây tử vong. Cái biến chứng quan trọng nhất là tôi vỡ ổ mủ bên trong ổ bụng gây ra viêm phúc mạc toàn thể. Cái thứ hai là vỡ lên trên cơ hoành, lên trên phổi gây ra cái tràn dịch mạc phổi, viêm phổi. Vỡ bên trong ổ bụng gây ra cái viêm phúc mạc toàn thể mà không xử lý kịp thời là bệnh nhân tử vong do nhiễm khuẩn. Vi khuẩn nó tràn vào máu, cái bệnh cảnh gây nhiễm trùng huyết sốc nhiễm khuẩn. Nhưng bắt đầu có triệu chứng sốt là phải đi khám. Là về trên nền tiểu đường thì các bệnh nhân nào mắc nhiễm khuẩn thì thường là nó gây ra bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết khá là nhanh. Hệ miễn dịch người ta rất là kém thì chỉ cần có triệu chứng sốt là nên phải đi khám ngay rồi. Thì xác định xem là cái ổ viêm, ổ nhiễm trùng ở đâu.